Nói mẹ nó, mẹ cha té rồi, mẹ về nuôi con đi, rồi con nuôi con thì con đi học, yêu cầu mẹ nuôi con tới lớp 11 thôi, mà mẹ về đi. Mẹ nó nói không, mẹ giờ mẹ đi, mẹ không có về nữa. Mẹ về á là con biết à, cái hỏi mẹ chừng nào về, cái mẹ nó ngập ngừng cái nói tết tết năm rồi đó mẹ về. Nó dám nằm, thằng con này, thằng nhỏ này nó nằm đợi tới 12 giờ đêm. Trời ơi, thương Cái quá. điện điện nó mẹ đâu có về, nó về hồi nào đâu mà mày điện tao. Thì nhân tiện đây thì con có muốn gửi lời gì đến bạn bè với thầy cô của con không? Ừ, con nói đi. Cô nữa, tại vì cha tôi bệnh nên tôi đi học không được. Tài mến chào quý cô chú anh chị đến với video tiếp theo của Tài. Và hôm nay thì Tài đồng hành cùng với anh Đồng đang có mặt tại Trà Vinh để mà chia sẻ đến với cô chú anh chị một hoàn cảnh, đó chính là một người ba đi làm hồ ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng không may bị té giàn giáo và bị lại bại liệt nằm một chỗ. Gia đình cũng khó khăn và nghèo khổ đó quý cô chú anh chị. Thì người mẹ nhẫn tâm cắt bước đưa bỏ theo một nhân tình mới. Chú cũng được một người con trai đâu đó đang học lớp 8, lớp 9, chỉ được 15 tuổi. Phải nuôi ba thì người con trai của mình bắt buộc là phải ngừng công việc đến lớp, không đi học nữa, hàng ngày mò cua bắt cá để mà nuôi người ba của mình nằm tại trên giường. Sau đây Tài mời quý cô chú anh chị đồng hành cùng với Tài với anh Đồng vào bên trong căn nhà bên trong để mà tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện cũng như là hoàn cảnh của bé Lộc như thế nào nha quý cô chú anh chị. Đây là hình ảnh ở căn nhà cấp 5 sập sệ của bé Lộc nè quý cô chú anh chị. Thì người ba đang nằm ở bên trong, thì Tài thấy thì cái đường vào bên trong căn nhà của gia đình của bé Lộc thì rất là dơ luôn, vì ở đây chưa có mà đổ xi măng á, vẫn còn lầu đất. Trời mưa thì nước nó lên. Dạ em chào anh, chú chào con. Dạ chào chú. Dạ thì anh ơi, hôm nay thì em được một người chị bên hội phụ nữ, hình như là của thôn hay xóm mình gì đó, thì giới thiệu cho em một hoàn cảnh về của hai cha con. Thì em nghe qua thì rất là thương luôn, do vậy thì hôm nay em sáng tiện đi xuống tỉnh Trà Vinh mình thì ghé thăm hai cha con anh. Đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe của hai cha con á, sau đó thì muốn tìm hiểu hoàn cảnh của con với cha để kết nối với quý cô chú anh chị xem có giúp được hai cha con gì trong cuộc sống á. À, trước khi trò chuyện thì anh cho em hỏi anh tên gì anh ha? À, tên Tài, hai anh Tài. Dạ, năm nay anh nhiêu tuổi rồi? 48 tuổi. Dạ, là trước đó thì nghề nghiệp của anh Tài là làm gì anh Tài? Làm xã hồ. Làm thợ hồ hả? Ừ. Dạ. Tao hồ rồi mới đi mần mần mới bị té Ủa là sao, là té giàn giáo hay sao? té giàn giáo anh. Ui, là té cách đây lâu chưa anh Tài ha? Là đúng một năm lẻ 2 tháng Dạ. là té. Lúc đó là mới đưa đi lên Trà Vinh, Trà Vinh mới chuyển lên Trà Rẫy, gãy tháng xong nó mới cho về. Dạ, khi đó anh Tài thì khi làm thợ hồ đó thì té chiều cao thì có cao không anh Tài? Sao mà bị nặng chứ? Có khoảng 3 mét đó. Dạ, là đang làm hồ trên giàn giáo vậy hả? Dạ, bị nó té, bị máu xâm mình lên nó bật ngửa ra, nó lộn mèo xuống cắm đầu gãy cổ. Ui, là khi đó là cắm cái đầu xuống xuống luôn hả anh Tài? Dạ, cắm đầu xuống trước. Dạ, nguy hiểm quá. Dạ. Rồi nó mới té, rồi tao không biết, tao ginh mình. Dạ. Ginh mình mới lên chạy bác sĩ la, tao nó lấy miếng dán cặp vô tao khiêng. Khi đó là anh Tài chắc là hôn mê bất tỉnh luôn ha. Dạ, chết giấc, chết Là cơ khoảng là 5 phút. dạ, là Ừ. 5 phút là không biết gì. Không biết gì hết trơn. Dạ, sau khi tỉnh dậy thì chắc thấy mình là trên xe cứu thương rồi hả? Trên nằm đi thấy người ta đương đưa mình đi giữa đường á. Dạ. Là khi anh Tài mà bị như vậy mà lên mà bác sĩ khám là chuyển rất là nhiều bệnh viện và họ kết luận là anh Tài bị sao anh Tài? Bị té gãy cổ liệt tứ chi, Dạ. là người ta nói là bây giờ là không dám mổ, nếu mà mổ thì không được rồi, phải về về thời gian sau, nếu mà nó có phục hồi á thì mới trở lên, người ta mới dám mổ. Dạ. Bây giờ về không thấy phục hồi, không dám lên luôn.
Dạ, giờ là anh Tài là có tự chăm sóc được bản thân không hay là cứ nằm một chỗ vậy anh Tài? Nằm một chỗ một thằng con nó chăm sóc cho không? Dạ dạ. Chú chào con trai nha. Dạ, chào chú. Con trai cho chú hỏi con trai tên gì? Dạ, thưa chú, con tên là Hà Phước Lộc. À, năm nay con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 10... Con... 15. 15 tuổi. 15 tuổi hả? Dạ. Là hiện tại con còn đi học không? Dạ, con nghỉ rồi. Ui, là lứa tuổi con lái ra giờ là học khoảng lớp lớp 8, lớp 9 gì đó đúng không? Dạ. Sao con lại nghỉ học? Dạ, thưa chú, cha con bị bệnh vậy con đi không được. Đi không ai chăm sóc cha hết. Ồ, vậy hả? Dạ. Thương vậy. Là khi đó con đang học lớp mấy? Con học lớp 8 con nghỉ. À, là nghỉ nghỉ giờ là giờ lẽ ra nếu mà học là giờ con học lớp 9 đúng không? Dạ. Là cũng mới vô năm học được gần 2 tháng. Là con cũng mới nghỉ đấy hả? Hay là nghỉ từ đầu năm lớp 8? Đầu năm lớp 8 luôn. À, nghỉ là một năm mấy rồi? Là từ khi cha bị tới giờ hả? Dạ. Ủa rồi, rồi khi bé tâm sự anh Tài là bé nói là không ai chăm sóc ba. Thì vậy thì chị nhà đâu anh Tài? Chị nhà bỏ đi, đi không, không còn ở nữa anh ơi. Là sao, là sau khi anh bị là chị bỏ đi hả? À, chưa, tôi bị người vợ tôi đi trước, bỏ trước rồi sau này tôi mới té sau. À, rồi nó đi rồi không có tin tức gì về hết trơn. Dạ. Con cái nó còn không hỏi thăm con. Con nhỏ con gái mà đến đổi mà sốt nằm nhập bệnh viện mà gần chết, điện cho nó nghe mà nó còn không thèm hỏi thăm nữa. Dạ. Là chị đi là anh Tài có biết đi đâu không? Có biết đi lên Bình Dương. Dạ. Thì có liên hệ về với anh Tài hay liên lạc gì không? Dạ, lúc sớm là nói. À. Rồi sau là mới nó mình kết Facebook á. Dạ. Mình mới để ý là tìm hiểu là nó sống người ta. À. Nghĩa là sau này anh Tài mới kết bạn Facebook với chị mới biết là chị có một cái gia đình mới rồi hả? Có cái đó đi làm bé anh ta. À, đi kiểu như vợ, người ta còn vợ mà ở chung làm bé anh ta vậy đó. Dạ. Rồi đi bằng nuôi người ta, nuôi con người ta, cháu người ta. Lên thấy cháu nội người ta có đó, nó ẩm hoài đó. Dạ. Mình thấy cũng sốc ruột, con mình ở nhà không thương. Dạ. Mà đi ôm ẩm con người ta. Dạ. Có thể là sau này khi mà biết anh Tài bị như vậy, bị liệt giường như vậy và không còn khả năng lao động nữa thì chị nhà cũng nghe tin được đó nên cũng đi luôn á anh Tài ha. Dạ, nghe tin rồi điện cho rồi hỏi thăm được 2 tiếng rồi đi luôn. Dạ. Không hỏi thăm nữa. Là khi đó cũng điện về hỏi thăm xem có thật sự là anh bị như vậy đúng không anh Tài? Dạ, cái lúc không có điện về thằng con này nó điện nó nói mẹ nó, mẹ cha té rồi. Mẹ về nuôi con đi. Rồi con nuôi con thì con đi học. Yêu cầu mẹ nuôi con tới lớp 11 thôi. Con đi học nữa, con đi học được cái bằng lái xe tải đó. Dạ. Đặng nữa con có cái ấy, đặng có cái bằng lái xe con nữa. Con mừng con nuôi mẹ lại. Mà mẹ về đi. Mẹ nó nói không, mẹ giờ mẹ đi mẹ không có về nữa. Trời ơi, nghĩa là bé khao khát là tiếp tục được đi học để sau này có thể học một cái nghề gì đó và nuôi lại mẹ, nuôi lại ba ha. Nuôi lại ba, nhưng mà mẹ nó nói mẹ từ chối một cách phũ phàng vậy ha anh Tài? Phũ phàng luôn. Là nói mẹ không về luôn? Mẹ không về đâu. Trời ơi. Chừng nào mà mẹ về á là con biết à. Cái hỏi mẹ chừng nào về. Cái mẹ nó ngập ngừng cái nói Tết năm rồi đó. Dạ. Mẹ về. Nó dám nằm, thằng con này, thằng nhỏ này nó nằm đợi tới 12 giờ đêm. Trời ơi, thương. Cái điện nó, mẹ đâu có về, nó về hồi nào đâu mà mày điện tao. Cái thằng này nó mới ngồi nó khóc, nó nói mẹ hứa con, sao mày bỏ con. Dạ. Là con trai, là bữa đó là con có điện cho mẹ hả? Dạ, con điện cho mẹ rồi 12 giờ đêm cái mẹ nó có về. Mẹ nói xe gì đó mẹ về không được. Dạ. Dạ, lúc đó là con chờ mẹ tới 12 giờ đêm không ngủ luôn. Dạ. Là con mong mẹ về lắm ha. Dạ. Rồi mẹ không về. Rồi mẹ có nói gì với con không? Mẹ nói xe buýt bị hư gì đó.
rồi không về. Xe buýt hư thì hư một hôm đó chứ đâu phải hư đến tới bây giờ đúng không? Tại mẹ không muốn về anh. Dạ. Rồi nó mới nó, mẹ nó mới nói vậy chứ gặp người ta về là sẽ biết xe cho nói. Đúng rồi, có nhiều chuyến xe chứ đâu phải một chuyến xe đâu anh. Chuyến xe. Mà sau này qua cách Tết á. Dạ. Là thấy nó chụp hình đăng lên là nó ở huyện mình. Dạ. Ở xứ nhà nó đi ăn nhà hàng ăn gì đó. Dạ. Mà nó về con nó không thăm. Dạ. Là mẹ trước giờ bữa giờ thì lâu nay có điện cho con không? Dạ. Cũng điện rồi chụp Tết xong rồi cái không điện nữa luôn. Dạ. Con cũng điện. Con có mong mẹ về với con không? Cũng mong. Hiện tại thì con nghỉ học được một năm vậy thì ở nhà chăm cho ba, thì ngoài chăm ba thì con có làm công việc gì khác không con? Chiều đi cắm câu. Dạ. Cắm câu là con cắm câu ở ngoài mấy cái bờ kênh bờ sông trước nhà con hay đi xa? Đi ở sau ruộng. À. Cắm. Một ngày như vậy thì con có được nhiều không? Cá bữa được con hai con, bữa không có luôn. Dạ. Thương quá vậy. Không có vậy là hết thức ăn luôn hả? Dạ. Ý là bữa nào cắm câu được thì hai cha con có cá ăn. Dạ. Bữa nào mà không được thì ăn gì con? Dịch. Dịch. Dạ hả? Giờ hiện tại thì anh thì bị như vậy thì cũng không thể tự chăm sóc bản thân, buộc người con phải nghỉ học để chăm sóc anh. Với lại là giờ nguồn thu nhập mà để nuôi sống hai cha con là từ đâu anh? Nhờ lũ xóm, cô bác người ta cho gạo, người ta cho tiền á anh. À. Rồi mình xài nhín, mình tiền tặng mình mua ăn hàng ngày. À. Cho nên được lâu ngày hàng tháng, bởi vì tôi nằm vậy là tiền thuốc, tiền men là nhiều. Mà cái thuốc một tháng là gần 2-3 triệu bạc á. Dạ. Là giờ anh sự sống của anh phải duy trì giống như là có thuốc mới duy trì được sự sống anh ha. Dạ dạ, không có thuốc là nó giật dữ lắm. Nó như nằm vậy nè, muốn sốt là nó sốt đó. Dạ. Thì ở chỗ cái giường này là em thấy có một cái bọc rất là bự, là bọc gì đây anh? Bọc gì dạ, con cá? Bọc nước tiểu. Vậy là hiện tại thì như vậy thì anh mà đi tiểu thì có cảm nhận được không? Là khi nào mình đi tiểu không? Không, lâu nếu mà cảm giác của nó là nó dẫn ốc là mình biết đi tiểu thôi. Chứ mà không biết đi được như ngày xưa ha? Không được như ngày xưa anh. Là nó tự ra như khi nào mình không biết luôn? Tự ra nhầm khi nó bữa nào nó yếu mình quá là nó nghẹt. Nó nghẹt mình không hay, cái 2-3 tiếng hồi vậy nó muốn chết trần trắng luôn á. Nó nghẹt thì phải làm sao anh nó mới ra được? Nó nghẹt ra thằng nhỏ này nó bơm lại nó thay cái ống khác. À, là cái ống này bị nghẹt ha? Dạ. Là mọi việc giờ là con trai làm hết hả? Nó làm hết, nó thay ống. Con trai giỏi chứ người ta. Lứa tuổi con lẽ ra giờ là chỉ việc đến trường thôi, học hành cho ngoan là giỏi rồi anh ha. Bây giờ phải gánh nặng trên vai nhé. Gánh nặng bé nó than hoài, nó chơi phải có một người phải phụ với con chứ bây giờ mình con làm không nổi. Thương cũng khuyên con là con gán đi, bây giờ cha nằm vậy biết sao giờ. Dạ. Rồi nó mới từ chứ hồi đó là nó cũng nhằn lắm, nó phân biệt với chế nó. Dạ. Rồi chế nó bỏ thí nó, rồi từ nó làm ơn nó hết luôn. Dạ. Giờ như mọi gánh nặng của gia đình là với anh là trên đôi vai của bé hết rồi. Của bé hết. Dạ. Đi tiểu đi tiêu gì cũng nhờ nó hết. Mỗi lần mà đi đi mà vệ sinh nặng thì anh đi sao? Là có cảm nhận được không? Có đi tự đi được không? Không được, nó giờ chỉ dễ dò cho mình lên rồi. Là mình mắc bơm thuốc không anh? Là phải bơm thuốc mới đi được hả? Bơm thuốc mới đi được. Rồi. Là mỗi lần ba con muốn đi thì con phải dở cái giò lên. Dạ. Rồi sau con làm sao nữa? Cái giờ lên cái mình bơm thuốc đợi cái thuốc ra mình hút phân. À, là con bơm thuốc bằng cái ống bơm hả? Dạ. Rồi công việc hàng ngày của con cứ nhịn dậy hả? Một ngày thì nhiều lần không con? Dạ, nhưng bữa là 4 lần. À, vậy thì rất là vất vả cho con, thì tối con ngủ cũng đâu có ngon hả? Dạ, tối em khi ngủ canh ra con chút, cái ngủ. Ừ. Ngủ sáng đi chợ. Nhiều khi một đêm mà sốt kêu nó cỡ 5-6 lần luôn, ngủ không được. Sáng cái tới giờ ăn đói kêu nó tội nghiệp nó mất giấc ngủ nó. Dạ. Bé là giờ tuổi ăn tuổi ngủ mà anh. Dạ. Giờ phải như vậy thì cũng rất là thương bé luôn.
Thì chăm sóc cho một người bệnh như vậy thì con gặp nhiều khó khăn không? Dạ cũng nhiều lúc cũng nặng lắm chú. Nặng sao, kể chú nghe coi. Dạ nhiều lúc mình thấy là biến rồi, mình làm hoài thấy nó mệt. À. Lúc nó chóng mặt lắm. Dạ. Bên cha con chóng mặt. Từ cái việc tắm rửa cho ba là con làm hết hả? Dạ. Con tắm rửa thì tắm rửa bằng cách nào? Lau lấy nước để nước ấm lau. Là chỉ lau nước thôi ha, chứ đâu có tắm được như mình nhà con ha. Dạ. Khó khăn nhất là cái việc mà ba đi đại tiện ha. Dạ. Mỗi lần chăm như vậy thì con cũng rất là khó khăn đúng không con? Dạ cũng mệt lắm. Có bao giờ mà con nhìn thấy như vậy mà con cảm giác nó rợn trong người mà phải buồn luôn, buồn ói gì không? Không. Làm từ từ nó quen. À, thì lúc đầu chắc cũng cảm giác nó có gì đó nó sợ sợ con ha? Dạ. Sau này con làm riết thì quen. Là mọi việc trong nhà giống như đi chợ, đi búa là ai đi cho con? Con đi. À, trưa nay thì nấu ăn gì chưa? Dạ, nấu rồi. À, con tự nấu luôn hả? Dạ. Ôi, tối là hai cha con ngủ đấy hả? Có, con ngủ vừa bên đây. À, đâu, dắt chú đi xem một vòng được không? Để đọc, dắt chú đi xem. Là con ngủ bên này? Dạ. Là con ngủ đây mà mục đích là gần cho ba, để con canh chừng ba phải không? Dạ. Là mỗi lúc mà cha như vị nhu như cha đau, cha sốt, là cha muốn đi đại tiện, tiểu tiện là ba kêu, ba la lên hay sao mà con biết? Cha kêu rồi, cái ông Lan ngồi đây hỏi cha làm gì, con làm cho. À. Có bao giờ mình trong lúc mà nửa đêm, 1, 2 giờ đêm mà ba kêu con không? Có. Dạ hả? Ba không thì sao không có. Trời ơi, vậy thì con sao mà đủ ngủ đủ giấc ta? Khi đó thì chắc con cũng mệt mỏi lắm ha. Dạ. Có khi nào mà con muốn mệt mỏi mà con muốn từ bỏ không? Dạ, lúc có mà thấy suy nghĩ bỏ cha mà không được. À. Đúng rồi, dù gì thì mẹ đã bỏ ba rồi đúng không? Dạ. Đi theo một mối tình mới rồi. Giờ chỉ còn lại con là chỗ dựa duy nhất của ba nữa. Mà con bỏ ba đi rồi thì ba thì biết sống sao, đúng không con? Dạ. Ai sẽ chăm sóc ba, đúng không? Cái nhà này thì tối ngủ nó có bị dột không con? Mấy cái trước dột. Mấy cái trước dột rồi mới lên hai tấm lá. Ừ. Hai tấm lá này ai lên cho con à? Dạ, dụng con về lên. Là cũng mới được sửa lại ha, trước cái dột dữ lắm. Thì như bên đó là anh tự thiết kế một cái cửa sổ hay sao ạ? Thì thiết kế thằng em ghệ nó về, nó dùng cách cho anh. Dạ hả? Sao không mở ra cho nó mát? Không, nhà này nó lạnh. Dạ. Bị mưa này nó lạnh lắm. Ừ. Nhà này mà mở thì nó mới anh ngồi vậy chứ tôi muốn đánh ông cạp á, nó lạnh lắm. À, có một điều đặc biệt á, rất là mến phục anh luôn, đó là vì anh có bị như vậy nhưng mà trên khuôn mặt của anh á, lúc nào cũng rất là lạc quan luôn á. Anh lúc nào cũng cười. Biết sao không? Mình nghĩ bây giờ cuộc đời mình nghĩ quá nó cũng vậy. Thôi mình gắng vui cười cho nó quên. Chứ mình mà nghĩ quá nó càng thêm càng gầu lo nó bệnh nữa. Dạ. Bây giờ mình gắng phấn đấu lên để cho con mình nó lớn trưởng thành. Ừ. Ví dụ như nhiều người mà bị như anh á, họ sẽ suy sụp, họ sẽ nói than trách số phận. Nhưng mà khi em gặp anh lần đầu tiên thì khi nào anh thấy anh cũng nở nụ cười hết á. Chứ giờ mình gầu, bây giờ ai cũng mình buồn quá cũng có ai gánh mình được đâu. Dạ. Thay mình được đâu. Dạ. Bây giờ mình số phận mình nó vậy mình phải chịu, nhưng mà mình phải là vui cười với anh em hoặc là ai lại mình phải vui cười, mình nở niềm. Nó là cái đời mình nó vui vẻ. Dạ. Mình lại mình nhăn nhói nhầm khi vậy nó cũng thấy nó kỳ quá trời. Dạ. Nhiều khi mà anh nhăn nhó đó thì con anh đó vất vả rồi này, con thấy ba cứ ủ rũ hoài thì con cũng nó, giống như cũng buồn ha. Nó cũng gầu, nó chán nản nó nữa. Dạ. Con trai dắt chú đi thăm nhà một vòng được không? Hả? Rồi mỗi lần là mà cái này đầy là con làm sao? Lấy cái bô với xả này. À, xả là mình thay bao mới hay vấn đề cái bao cũ đó con? Dạ, vẫn để bao cũ mà. Bao cũ này xài được bao lâu? Dạ xài lần hai lần. À, nó cũng lụng ha. Dạ. Nhưng mà mình mà một lần mà dục thì nó bị thiếu bao con ha. Dạ. Cái ống này thì bao lâu thì con phải thay lần? Cỡ 10 ngày. 10 ngày, tầng 10 ngày. Nó bị tắc hả? Chắc do cha đi nhiều quá cũng bị tắc. Mình cái đi mấy cái trắng trắng này nó nghẹt á. À, cái trắng đó là cái gì con?
Chắc là cũng không biết cái gì nữa. Là từ trong ba con ra đúng không? Dạ. Giống như một cái chất thải gì đó anh ha, mình cũng không biết được. Thải phân. Dạ. Rồi nó ra rồi nó từ từ nó đóng lại. Ừ, thôi anh nghỉ xíu nhé, em thăm một vòng lát nữa lại thăm anh lại. Dạ, dạ. Trong này thì là chỗ ngủ của con. Ui. Đúng là cuộc sống gia đình mà thiếu đi người vợ. Vậy thì với em bé thì còn quá nhỏ, do vậy là nhà thì rất là bừa bộn luôn. Chắc con không dọn nhiều mà không dọn xuể hay sao ạ? Dạ, làm ngày làm gần hết ngày luôn. Dạ. Nghỉ được 50 phút. Ừ. Con nấu ăn thì nấu ăn ở đâu? Nấu ăn ở sau. Ui, nuôi gà trong này luôn hả con ta? Dạ, nó đẻ chứ. Ui, có ổ gà luôn, chú chị nè. Gà đang ấp con hả? Hay là đẻ trứng à? Dạ, ấp. À, là nuôi trong cho một bên giường vậy luôn? Dạ. Đâu đâu có chỗ nào để nuôi hả? Dạ. Ý là còn chỗ nào để cho gà nó sinh sống không? Hay chỉ còn chỗ này? Ở nhà tắm tối ngủ con. À. Đi con nấu ăn chỗ này hả? Dạ con nấu đó. Rồi, hôm nay nấu món gì cho chú xem được không? Con nấu món hầm. Nay nấu món gì ạ? Hầm. Hầm là món gì? Món thịt cù lẳng hầm với khoai tây. À, khoai tây nhà chồng. Nhà chồng hả? Dạ. Thịt thì con đi chợ hồi sáng hả? Dạ. Là cái này chắc cô chú hàng xóm cho con thịt hay sao ạ? Hay là con mua? Cho người ta cho. Trong này là nhà gì con? Nhà ngủ hả? Nhà để đồ. Này là nhà tắm con đâu? Nhà tắm con ngoài kia mà nó nát một chút. Gì hả? Con sao xình con vậy? Dạ, con chạy xe nước ở ngoài, chạy vô. À. Ừ, có trời cũng không chịu. Em bé rất là ngoan. Mỗi lần con đi vệ sinh hay là đi là phải ra tới ngoài này hả? Dạ. Xình không hả con? Đi trên mấy cây chú. À, con lót mấy cây này hả? Dạ. Trời ơi. Nhìn tắm con nó mà giờ nó hơi chú. Đâu? Chắc chú qua đó xem. Đây cây cam. Cây cam hả? Dạ. Ăn được không? Để nhóc luôn chú. Bác cho chú trái được không? Dạ. Mỗi lần mà nó chín gì là nó quạt cây luôn. À, là con trống đây hả? Dạ. Nè, nhà vệ sinh con nhảy dơ. Ôi à. Chỗ đó là nhà vệ sinh con đi thường ngày đó hả? Dạ. Ôi sao rồi đi được? Cho chú xem cái thương quá vậy. Có bóng đèn không? Dạ không. Còn mấy dây điện này là sao? Mấy dây này để gịch cái cam bị siêu chứ. À, chú tưởng cái dây điện vì đó thấy có bóng đèn kìa. Ờ, hừ. Ui, chỗ này sao con đi vệ sinh được? Đi vô đáy. À, là mọi thứ là tắm rửa là đi là con đi trong này luôn hả? Tắm là tắm ngoài kia. Ui, chỗ này dơ vậy sao con đi? Nguy hiểm quá vậy. Cô chú sao? Bé rất là thương luôn. Bé gương mặt ra bốn biến. Rất đáng yêu khi cô chú chị kia. Tắm ở đây nè chú. Con ơi, chỗ này sao nó sình không á? Chiều là con tắm đấy hả? Tắm ở đây nè. Rồi con ra đó bằng đường nào? Đi đường vậy ra tắm. Rồi tắm xong là đi vô tới nhà là người nó dơ lại luôn rồi á. Đi cái mình đi kỹ kỹ á chú. À. Đi. À, bước lên mấy cục đá đó hả? Dạ, đi bước. Rồi là cái chỗ này là có hình như là con cái chỗ này hình như là con trai rửa chén với là làm đồ ăn ở đây luôn hả? Dạ. Thương quá cái đường ra y chang là phải lội qua một cái chỗ gọi là cái mương sình gì đó. Dưới kia thì đổ một xíu bê tông đó đủ để rửa chén này. Rửa chén đó luôn con. Dạ, rửa chén giặt đồ. Dạ. Với là làm đồ ăn con làm đây luôn. Dạ. Ôi thương quá. Rồi nước ở đây thì con xài bằng nước gì? Nước motor. À, bên này có cái motor bên này ha. Dạ. Ôi ôi. Cực kỳ dơ luôn. Ở đây có một cái trái cam nó bị rụng này con. Dạ, nó chín nó rụng chứ. Con hái vô con ăn đi, không nó rụng hết. Ngon không?
Dạ, cam, cam nhầm trái chua, nhầm trái ngọt. Dạ hả? Thôi mình vô nhà đi con. Ở ngoài đi về. Chú chị nhìn bé rất là thương rồi. Câu con đi cắm. Hả? Dạ, chú câu con đi cắm. À. Ui, quá trời ha. Cắm cái này là chú không biết luôn. Tại vì chú ở ở vùng ngoài. Dạ. Kiếm cái cái gì nè, mình gỡ này ra, cái mình gài mồi, cái mình cái mượn đây mình cắm xuống. Cắm xuống thì nó ăn thì sao biết nó ăn? Nó ăn gậy xuống. À, giật hả? Dạ. Là vậy con cắm vậy là con phải đi giống như đi thăm liên tục luôn hả? Dạ, cách nửa tiếng lên thăm lần. Có nào mà nó ăn hết mồi rồi mà còn mối cái cần câu không? Nó ăn hết mồi cái mình gài mồi vô mình để xuống lại. Vậy một lần là con cắm hết chỗ này luôn. Dạ. Có nào mà một ngày mà trúng mánh mà được nhiều chục con không? Không, cũng có tới chục con chứ. Nhiều nhất là được mấy con? Nhiều nhất cỡ hai con, ba con. Thương quá. Là làm bằng mồi là con làm bằng mồi gì? Trùng. Trùng là con cũng đi đào ha? Dạ, đào ở đây một chút. À. Vô nhà đi con. Vô nhà thì chú hỏi thăm xíu. Sợ quá. Không còn đường để vào luôn quý cô chú chị. Cái trước này mà có tiền mà đổ cái đường đi đây cũng đỡ. Tôi thăm một vòng thì rất là thương luôn. Thứ nhất là không có nhà vệ sinh luôn. Yeah. Trước giờ thì cũng chưa xây được cái nhà tắm anh ha, là anh bị như vậy luôn. Vậy như vậy cũng dự định làm rồi anh bị... là còn nhỏ con gái chứ, chưa gả là cái nhà tắm nó làm đơn sơ. Yeah. Rồi tính là qua năm sau mới làm, ai ngờ đâu là chưa được qua năm nữa là té trước rồi. Ủa là anh còn một bé gái nữa hả? Bé gái gả. À, là lấy chồng rồi ha? Lấy chồng rồi. Về sao anh, cách nhà sao? Đây chắc cũng khoảng là 3 cây số. À. Thì bé thì lấy chồng thì còn cuộc sống gia đình bên chồng thì chắc cũng lâu lâu mới về được đây anh ha. Nó nhỏ con gái là nó chừng 2-3 tháng mới về một lần. À. Về cũng như về coi nhà cửa chút đỉnh rồi tiếng 2 tiếng hồ nó cũng đi nữa à. Dạ, tại vì khi đã lấy chồng rồi thì theo bên chồng thì cũng có cuộc sống riêng của chồng. Rồi, cũng phải chăm lo gia đình nữa. Vì nó có con nhỏ mới có 5-6 tháng nữa nó lâu đi được. Con trai thì con giờ trong thâm tâm của con á, con còn muốn đi học không? Con thấy người ta đi học mình cũng ngon. À. Là con vẫn muốn khao khát được đến trường. Dạ. Nhưng mà vì sao vì ba như vậy thì buộc con phải nghỉ đúng không? Dạ. Là khi ba bị như vậy là ba kêu con nghỉ hay con tự nghỉ? Dạ. Cha con ấy, thấy vậy không ai nuôi chứ nghỉ. Là con tự nghỉ. Dạ. Khi đó thì đi học thì con học có chăm, có giỏi không? Cũng bình thường chứ. Ừ. Trung bình. Là cũng trung bình, khá, được lên lớp ha. Rất là thương luôn. Nếu mà giờ mà... nếu mà được có ai đó giúp con đến trường, có cô chú giúp con đến trường thì con có muốn đến trường không? Dạ, muốn mà cha con vậy cũng không được. Cũng không có ai nuôi nữa. Bởi vì cha con như vậy, không ai nuôi ba à. Thì con muốn nghỉ học để ở nhà nuôi ba như vậy hả? Dạ. Ừ. Thì chú biết là sắp tới những khoảng thời gian của ba với con thì càng ngày càng khó khăn hơn. Đúng anh? Ví dụ như dạ. Bà con cô bác thì cho cũng cho một phần nào đó, một thời gian nào đó thôi. Thời gian chứ đâu có ai người ta cho hoài đâu. Dạ. Giờ mình phải dặn thường thường người ta cho mình dán nhín nhút thì con ơi, mình ăn cái gì mình ăn được cái... đỉnh thôi, đừng ăn mua nhiều quá. Nhiều quá là nó không có sao, là mình không có tiền mình ăn. Dạ. Ăn nghĩ nó con cha con cũng giàu lo quá. Bây giờ mình ăn vậy nữa sao mình không biết ăn cái gì nữa, bây giờ tới đâu hay tới đó con. Dạ. Biết nói sao, bây giờ cha con mình vậy rồi. Bây giờ cha cũng gán nằm vậy đi lay lất cho con tới 18 tuổi. Rồi con đi mừng. Cũng được nữa, đặng có cha con sống với nhau. Nói con cũng nghĩ như vậy.
Tôi không biết tới đó không nữa, mà cũng mình cũng không biết sao ngày nào nó cũng giật bệnh hoạn, ngày nó không được, nhưng khi nó giật một cái là trận trắng không, là hay bị giật lắm anh. Dạ, nó giật một tháng nó giật tới 37 ngày. Dạ. Còn 3 ngày nó lại nó cũng ghim mình lắm chứ không phải. Dạ. Hay gì chứ trong mình tôi chắc này là nó sốt lắm mà cũng gán, nó nóng, lắc nóng lắc lạnh, lắc nóng lắc lạnh. Dạ. Em có một điều rất là khó hiểu á anh Tài, đó là ví dụ như khi mà thấy anh như vậy mà thấy con mình như vậy, thì lẽ ra người vợ thấy cuộc sống của hai cha con hiện tại là cực kỳ khó khăn luôn, thì lẽ ra cũng quay về phụ con chăm anh để cho con có thể đi học được, cố gắng cho con học đến lớp 9 cũng được anh Tài ha. Dạ, mà cái này ta bỏ luôn, bỏ xuôi luôn. Nói cái lúc mà nhỏ chị nó nằm viện rồi, thêm cái thằng này qua, cái thằng này nằm viện mà nó lấy điện thoại, lén lấy điện thoại tôi á, nó điện cho mẹ nó, mẹ tới 10 giờ đêm mà mẹ con bệnh, lúc đó nó điện gặp mẹ nó nghe nói chuyện với khách đó, nói chuyện dẫn chơi nhậu nhạc gì mà không biết, mà ông trùm nó con bệnh, nghe tiếng con bệnh rồi nó tắt máy rồi nó tụt buồn luôn, nó không nghe máy của con nó. Tôi ngồi là tôi nghe, tôi định mình nghe mà mình rớt cái mặt mà mình không nhắc cho con nó thấy. Dạ. Thấy sợ nó bệnh rồi nên nó khóc á. Dạ. Nhiều khi những cái nỗi đau hay là nhiều khi anh muốn khóc chắc cũng phải trốn con để khóc anh ha, đâu có cho con trai biết. Đúng rồi, mình cái gì mình khóc mình cũng ra, mình ra gắng trốn. Chứ mình mỗi cái mình nhớ thương nó thì mình nói con tiết lộ con nó buồn nữa. Dạ. Hoàn cảnh của hai cha con rất là thương quý cô chú anh chị. Thương nhất là hiện tại bé trai này, một bé trai rất là dễ thương luôn mà buộc phải nghỉ học để chăm cha như vậy. Bé còn rất là khát khao đến trường anh. Em nhìn vô cái cặp mắt của bé khi em hỏi về là con còn muốn tới trường nữa, là một cặp mắt rất là khao khát luôn anh. Anh biết sao, cái lúc mà nó nghỉ gần một tháng sau, mình thấy nó con thằng này nó đi đâu mất tiêu rồi. Ai về nó lại ngay cổng trường nó ngồi. Ui, là nghỉ một tháng sau ngồi ngồi chỗ cổng trường hả? Nhớ mẹ nó, nhớ trường nó tính đi học á. Khi nghe bé tâm sự và nghe những lời nói của người ba, thì có lúc lâu lâu thì con trốn ba tới trường học, núp sau những cái khóm lùm cây đúng không? Nhìn vô lớp học. Chắc là con nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè. Thì nhân tiện đây thì con có muốn gửi lời gì đến bạn bè với thầy cô của con không? Dạ muốn. Con nói đi. Mấy bạn ơi, mình là bé Lộc nè. Mấy bạn, tôi nhớ mấy bạn lắm á. Nhớ mấy thầy cô nữa. Tại vì cha tôi bệnh nên tôi đi học không được. Rất là thương luôn. Một cuộc sống hiện tại thì của hai cha con, quý cô chú anh chị có thể xem này. Anh thì cứ nằm trên giường bếp vậy đó. Ở dưới thì cái tấm đó là giúp cho anh là đỡ bị, hình như là đỡ bị phồng lưng và rộp da. Dạ, dạ, nó chống lở loét cái anh. Dạ. Bởi vì cái này niệm xông hơi. Mình nằm nó lắc là nó xẹp xuống, ái xuống, nó phình lên. Tại vì nhiều người mà nằm liệt giường như anh á, mà không có cái đó sẽ bị lở loét thịt á, thối thịt luôn. Thối thịt, bây giờ lưng mình là bình thường chứ không có gì hết trơn. Dạ. Cũng nhờ thằng con này nó cũng, nó thương cha, nó lo lắng rồi nó lật lên lật xuống á. Thì lưng mình nó không có lở. Dạ. Chứ không có nó là thôi rồi, lở dữ lắm. Nhiều khi còn đêm nó kiếm là rớt lên nửa đêm một hai con, nó đừng ngủ ngon, không ai kêu nó nữa. Dạ. Nó cắn. Lộc thì con có xài điện thoại không? Có. Vậy thì con có số, vậy sao con không gọi cho mẹ? Dạ, con gọi như lần rồi mẹ cũng không bắt máy lên, cũng nói gì hết. Dạ. Con sao, con có bao giờ mà gọi lên mà con nói năn nỉ mẹ về với con với ba? Dạ, có. Rồi mẹ nói bây giờ mẹ về không được không? Dạ hả? Mẹ chỉ trả lời một câu là mẹ về không được. Dạ. Rồi là mẹ cúp máy.
khuất mái. Chắc khi đó là con cảm giác gì đó hụt hẫng lắm ha, buồn lắm. Con về hiện tại thì con có ước mong gì không? Ước con được đi học mà ăn gì. Có ước cho cha khỏe hơn không? Ước cho cha con đi là được. Là được. Con chỉ ước là con được đi học, mẹ về và ba khỏi bệnh. Dạ. Sao con không ước là có một cái ngôi nhà đẹp hơn? Có một chỗ nhà tắm để cho con tắm rửa, có chỗ để rửa chén, làm thức ăn. Cha khỏe lại mà có tiền là được à? À, chỉ cần cha khỏe lại là cha đi làm là có tiền là được ha. Ừ, thương quá. Giờ cái chỗ tắm không có luôn. Mỗi lần là tắm rửa mà và đi vệ sinh thì trời mưa thì không biết sao con đi nữa ha. Trời mưa thì con ra tắm luôn, tắm xong ướt rồi cũng vô luôn. Dạ hả? Mỗi lần con đi vệ sinh ngoài đó thì nhớ cẩn thận nha, tôi thấy rậm rạp quá. Có rắn chưa, bao giờ gặp rắn chưa? Lâu lâu ra đồng nhiều khi bắt. Nhiều khi mà đang đi vệ sinh vậy thấy con rắn chắc bò chạy luôn con ha? Không, con nó sợ rắn. Không sợ luôn, bắt luôn. Dạ. Dữ dằn. Chú thấy là chú bò chú chạy luôn. Một điều ước rất là giản dị luôn. Anh Tài ơi. Dạ. Giờ hiện tại thì anh có cái điều ước gì không? Tôi cũng ước là mình có cái nhà tắm với cái nhà sau cho thằng nhí. Mình cho nó nấu ăn cho nó gọn gàng. Với ước sao mà cho nó đi học lại. Dạ. Để sau này nó lớn lên nó không có thua ai gì đó. Dạ. Chứ giờ nếu mà tôi nằm dậy sao đời sau này thấy nó thấy tội nghiệp khổ. Dạ. Cứ ước vậy không anh nha. Thì cuộc sống anh chắc giờ em nghĩ bác sĩ đã nói cũng bó tay rồi đúng anh, không còn cách nào khác. Bó tay bây giờ bác sĩ là trả về là thấy rồi. À, tại vì bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những bệnh viện lớn rồi. Dạ. À, họ đã nói trả về là cũng không còn hy vọng anh ha. Không còn hy vọng, nhưng mà mình cũng phải lấy cái hy vọng của mình để cho con nó can đảm để nó làm hàng ngày. Chứ bây giờ mình nếu mà mình không có can đảm lên là con nó buồn nữa. Dạ. Rồi thôi, mình cha nằm con thì nó không có sức giả, trong khi nhiều cái bệnh nó bỏ đi chơi này nọ nữa. Mình cũng sợ lo cho nó. Mà bé cũng ngoan ha, chắc bé cũng ít đi chơi anh ha. Bây giờ nó không có đi chơi, đi bây giờ mất đi sinh rồi, cha khỏe chưa. Cho con xin đi qua nhà ông nội, qua nhà ông cậu chơi một chút, con về. Rồi nó thì con đi 50 phút con về. Dạ, nhiều khi 50 phút con đi chưa được ấy nữa là nó chạy về tới à. Nhiều khi là con đi chơi vậy chắc cũng lo lắng về ba ha, nên chơi cũng không có thoải mái con ha. Con đi chơi thì có suy nghĩ về ba nhiều không? Có. Con suy nghĩ sao? Suy nghĩ ở nhà ở cha cắt nước không có nước uống. Con thì có con đưa cắn không ai bắt. Là đi đâu cũng suy nghĩ về ba, ở nhà không ai lo cho ba. Ba khát nước thì ai lấy cho ba uống ha. Nên đi chơi xíu xin 10 phút mà nghe ba nói đi có 2-3 phút về rồi. Dạ. Chắc là nóng ruột hay sao ạ? Đi thấy chơi cũng làm biến chơi về luôn. Tới thăm gia đình con như vậy và thăm anh Tài như vậy á. Dạ. Thì thấy hai cha con rất là thương luôn. Và có một cái phần em xin trích một món quà nho nhỏ từ quý của cô Trần Thị Ánh, cô ở bên Mỹ. Yeah. Cô gửi cho em một số quý như vậy á. Hôm nay thì gặp anh với con như vậy thì em sẽ trích một ít để gửi món quà cho anh với bé Lộc để mua đồ ăn những ngày sắp tới vậy đó. Yeah. Ha, phải mua thuốc. Em cũng thay mặt cảm ơn. Dạ. Cô chú bác ở bên ngoài rất nhiều. Dạ. Thì chú gửi con ở đây là 2 triệu ha. Dạ. Cầm rồi là cái này thì con mua đồ ăn. Ví dụ như hồi nãy con nói là con ước mơ được đến trường đúng không? Dạ. Thì giờ hiện tại thì con trễ mất 1 năm mới hơn rồi hả? Dạ. Giờ mà tới trường thì con có theo kịp bạn bè không ta? Cũng kịp. Chú hy vọng sẽ đủ duyên
để giúp cho con tới trường. Nhưng mà khi con tới trường, nó ví dụ như ở nhà thì có ai chăm cho ba để con tới trường không? Mà cũng chăm. Ví dụ học thì học một buổi đúng không? À, học một cái hai buổi. Vậy cũng khó khăn ha. Tại vì con đi học thì không biết ai lo cho ba nữa. Có ai phụ giúp không? Có ông bà nội, ông bà ngoại gì không? Ông nội con thì già, bà nội con thì ngồi chỗ. Dạ. Là bà nội cũng bị bệnh, ngồi chỗ luôn. Dạ. Vậy thì con muốn khát khao đến trường, nhưng mà nỗi lo của lớn nhất của con là gì? Sợ cha giật, ống tiểu, mệt, khó chịu người. Là nguyên nhân con nghỉ học là vì con muốn dừng cuộc việc học để lao cho ba, đúng không? Dạ. Rất là thương luôn, cố gắng lên nha. Dạ, con cũng cảm ơn ông bà, cô chú cho con số tiền này. Con nuôi cha con. Thì bé thì có thể là những lời lẽ của bé thực sự không có hoa mỹ, nhưng mà là những lời thật lòng của con ha. Dạ. Gửi lên ông bà, cô bác. Con gửi lời chúc sức khỏe ông bà, cô bác đi. Con chúc ông bà, cô bác khỏe mạnh, mừng ăn lên, có tiền, với mua bán đồ được. Mua hay bán đắt ha. Dạ. Rồi chú cũng chúc con với ba thật nhiều sức khỏe ha. Dạ. Hy vọng sẽ sớm gặp lại hai cha con để có thể giúp đỡ được gì cho hai cha con trong cuộc sống ha. Dạ. Cũng mong muốn là sau này gặp lại có thể, nếu mà đủ duyên thì có thể xây dựng cho con một cái nhà tắm. Dạ. Ha. Thì có chỗ tắm rửa này, rồi là chỗ làm đồ ăn, thức ăn khỏi bị sình lầy như vậy. Dạ. Chứ con làm đó, mỗi lần mà con rửa chén xong hoặc là con rửa mà thức ăn xong thì chú nghĩ rửa xong rồi sình nó bắn lên thì cũng thành nó dơ rồi ha. Dạ. Cố lên, gắng lên nhé. Chúc anh Tài nhiều sức khỏe dạ, nha. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, không có gì đâu anh. Cũng chúc anh em đi trong đoàn vậy đó. Dạ. Mạnh khỏe. Dạ. Mà vui vẻ, bằng gì được nấy. Dạ. Thì anh cũng lạc quan lên, em dạ. Em mến anh là ở chỗ là anh Tài rất là lạc quan luôn. Mặc dù bị nằm giường bệnh như vậy cả hơn năm rồi anh Tài ha. Dạ, 14-15 tháng anh. 15 tháng là một năm 3 tháng rồi. Dạ. Thì anh Tài mặc dù bị vậy mà bác sĩ là các bệnh viện lớn là trả viện, trả về. Dạ, và không còn cách nào khác, nhưng mà anh Tài rất là lạc quan luôn. Đó là một cái gì em rất là ngưỡng mộ anh Tài luôn á. Dạ. Dạ. Mình gắng cố lên, mình đâu phải mình bệnh vì con mình nữa. Dạ, cố lên nha anh. Dạ. Cố lên nha anh Tài. Dạ, con lên. Nhớ động viên ba nha. Dạ. Mặc dù chú biết hiện tại con rất là vất vả luôn, từ mọi thứ ở đây này, từ ăn uống, đi chợ và dọn dẹp, thì con cũng cố gắng lên. Lát nữa thì cố gắng lấy cái chổi quét cái chỗ này cho sạch nha Tài. Dạ. Nha, cho sạch sẽ ha. Ví dụ như lâu lâu con lau chùi cái cho nó bớt mùi á. Ha. Dạ. Rồi chú coi, chúc con nhiều sức khỏe nha. Dạ. Em chúc anh Tài nhiều sức khỏe. Rồi. Chắc con nói gì à? Chúc chú mạnh khỏe. Dạ, sức khỏe. Được rồi, không sao. Chắc Đồng cũng xin phép kết thúc video tại đây vì video cũng khá dài rồi. Đồng một lần nữa thay mặt gia đình những hoàn cảnh khó khăn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị trong cũng như ngoài nước đã luôn hướng về những hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có thể vượt qua được những giai đoạn cực kỳ khó khăn như gia đình anh hiện tại như vậy. Yeah. Thì hy vọng đủ duyên thì em sẽ quay trở lại đây. Yeah. Đồng kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Đồng. Đồng và bé Lộc hả? Dạ. Lộc với chú chào cô chú anh chị rồi. Chào. Dạ. Chào anh nhé. Dạ, chào.